Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 22 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vừa ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Theo đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm chúc Tết địa phương, các địa phương không chúc Tết Trung ương, nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, biên giới, hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân đã vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết hay lễ hội. Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tối qua chương trình Biển đảo Trái tim Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc cho người tham dự. Thông qua các phóng sự và những câu chuyện đầy xúc động của những người vợ liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và phần giao lưu trực tiếp với một số cán bộ chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia. Chương trình giao lưu tọa đàm là hoạt động tri ân đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và những người dân sinh sống, lao động sản xuất trên các vùng biển đảo đã gian khổ chịu đựng, vượt qua khó khăn thử thách, hy sinh quên mình, kiên trì và quyết tâm bám biển, giữ đảo vì sự toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì đoàn công tác của Chính phủ đi khảo sát, kiểm tra kết cấu hạ tầng đường sắt tại một số ga trên địa bàn Hà Nội và nghe báo cáo về thực trạng, phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Đường sắt Việt Nam hiện cơ bản vẫn là đường sắt do Pháp xây dựng từ hơn 100 năm trước. Đến nay, không xây dựng thêm km đường sắt nào mà thậm chí còn bóc bỏ một số đoạn tuyến đường sắt. Đường sắt cũng không có đường đôi, chủ yếu là đường khổ hẹp 1.000mm. Kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu và ngày càng xuống cấp, năng lực vận chuyển hạn chế, tính cạnh tranh thấp, nguy cơ mất an toàn trong khai thác cao. Nguyên nhân chính là trong thời gian dài, đầu tư cho hạ tầng đường sắt không đáng kể, trong khi đường bộ, đường hàng không được tập trung đầu tư khá nhiều, nên thị phần vận tải đường sắt liên tục sụt giảm. Theo đó, để phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, cần có sự hỗ trợ rất lớn của nhà nước, cả về vốn, cơ chế, chính sách. Tối qua, Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 36 được khai mạc tại thành phố Lào Cai. Đây là dịp những người làm truyền hình trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi nâng cao nghiệp vụ, đồng thời vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm qua. Với hơn 502 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại, các tác phẩm dự thi năm nay được đánh giá là khá phong phú và đa dạng, tập trung vào các tiêu chí như khuyến khích cách thể hiện mới, sáng tạo, mang tính chất phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương trên nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ liên hoan còn có 3 hội thảo chuyên đề về ứng phó với biến đổi khí hậu và thách thức của truyền thông, sản xuất đồ họa trên truyền hình và tuyên truyền bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên truyền hình. Liên hoan truyền hình toàn quốc diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 24 tháng 12 năm 2016. Dự kiến ngày 25 tháng 12 tới tại Cảng Hàng không Quốc tế trên đảo Phú Quốc, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam năm 2016. Đây là nội dung được đưa ra tại buổi thông tin báo chí về hoạt động du lịch năm 2016 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Trong năm 2016, du lịch Việt Nam đón 10 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 400.000 tỷ đồng. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt hai mốc kỷ lục từ trước đến nay như tổng số khách nhiều nhất trong một năm và mức tăng tuyệt đối trong một năm nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước.
Trận mưa lũ vừa qua đã làm hàng tấn rác thải của bãi rác đèo Dù Gì, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tràn ra khỏi nơi tập trung, trôi dạt và mắc kẹt hai bên bờ suối, bủa vây nhà của hàng chục hộ dân thuộc thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương. Ghi nhận tại hiện trường, lượng rác thải trôi dạt trải dài hơn 2 km, bắt đầu từ phía sau nhà máy xử lý rác đèo Dù Gì, thôn Lương Hòa, kéo dài đến tuyến quốc lộ 1A. Rác thải vào vườn và phủ lên đất sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân sống xung quanh. Không chỉ có rác bẩn mà nước thải từ các hố chôn rác cũng đã tràn ra bờ suối, khiến cho màu nước đã bị nhuốm đen và bốc mùi hôi thối bao trùm cả khu vực. Xung quanh bãi rác này hiện có khoảng 60 hộ dân sinh sống. Do ảnh hưởng của hai đợt mưa lũ trong tháng 12 vừa qua, cuốn theo lượng lớn đất cát từ thượng nguồn đổ về hạ du, gây ra tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại khu vực cửa biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cửa biển bị bồi lấp đang làm hàng trăm tàu thuyền của bà con ngư dân phải nằm bờ, không thể ra khơi đánh bắt. Khu vực cửa biển Cửa Đại thông thường có độ sâu nước từ 4,5 m đến 5 m. Tàu thuyền công suất lớn từ 600 cv của bà con có thể ra vào dễ dàng, nhưng hiện nay tình trạng bồi lấp đang diễn ra rất nghiêm trọng. Khu vực cửa biển Cửa Đại có chiều dài 300 m, nhưng độ sâu hiện chỉ từ 1,2 m đến 1,5 m. Mực nước vào lúc thủy chiều xuống có thời điểm sâu nhất chỉ đạt 0,5 m. Hiện nay cái tàu thuyền ra vào thì rất khó khăn. Nếu như tình trạng này thì các phương tiện tàu cá với công suất lớn thì không có khả năng ra được. Nếu ra được thì ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng tài sản của nhân dân. Không chỉ các tàu cá của bà con ngư dân, mà trong những ngày vừa qua, rất nhiều tàu du lịch cũng như cano chuyên chở khách du lịch ra thăm đảo Cù Lao Chàm cũng phải nằm lại ở bờ. Hiện giờ là còn một mấy giữ nước chúng tôi không đi được, chứ không bao giờ đi được, nên rất khó khăn về đời sống hiện tại. Còn có một mấy giữ làm sao được, mà trong đó là cầu là khi mà biển động thì cầu là có nhắc. Sáng dầu dây dập súng thì mở chiếc ra là bị hư hỏng hoặc có thể là bị tấp vô mất tài sản của nhân dân. Do đó thì tôi xin ý kiến đề nghị có quan tâm giúp đỡ. Cửa biển Cửa Đại là con đường đi ra biển của hàng trăm tàu thuyền của huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Ngoài ra, việc bồi lấp cửa biển Cửa Đại cũng đang ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng tàu thuyền từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm. Đối với Cù Lao Chàm hiện nay thì đến thời điểm hiện tại thì chưa có vấn đề gì mà lo lắng. Nhưng nếu mà trong một thời gian nữa cái bồi lấp của Cửa Đại không được giải quyết thì cái việc lưu thông hàng hóa, vận chuyển hàng hóa lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo chắc chắn một điều nó sẽ gặp trở ngại và nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái đời sống của quân và dân trên đảo. Cho nên là cái hướng của thành phố bằng trong buổi sáng hôm nay là ngày mai sẽ cho đi khảo sát và sẽ báo cáo tỉnh cho phép là tiến hành khẩn cấp cơ việc là nạo vác thông luồng cái Cửa Đại, đảm bảo tạm thời cho phương tiện là đi lại ra vào cửa cho nó đảm bảo an toàn. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nếu tình trạng bồi lấp ở cửa biển Cửa Đại không được giải quyết khẩn cấp để thông luồng cho tàu thuyền ra khơi, thì đời sống của bà con ngư dân ở đây sẽ cực kỳ khó khăn. Thành phố Hội An đang kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho tiến hành nạo vét ngay khu vực bồi lắng ở cửa biển, lấy lượng cát đó đổ vào khu vực thuộc dự án kè khẩn cấp bờ biển Hội An đang bị sạt lở nghiêm trọng dài 1.300 mét. Thời tiết diễn biến thất thường, nhiều khô hanh đã gây ra nhiều khó khăn cho người trồng đào. Để chống lại diễn biến bất thường của thời tiết và có đào phục vụ người chơi hoa ngày Tết, nhiều hộ dân trồng đào ở Nhật Tân đã phải lắp điều hòa, làm nhà tôn cho đào thất thốn, một trong những giống đào quý hiếm ở đây. Theo các nghệ nhân trồng đào, thì đào thất thốn là loại đào quý, trồng trong 3 năm mới đơm hoa, 7 năm cây ra hoa kép, vào ban đêm, hoa tỏa hương thơm thoang thoảng mà giống đào thường không có được. Tuy nhiên, giống đào này cực kỳ khó trồng và chăm sóc. Giá cho thuê đào thất thốn chơi Tết năm nay vẫn dao động từ 10 đến 40 triệu đồng một cây, còn cây đẹp có giá thuê lên tới gần 100 triệu đồng. Hiện tại thời tiết hanh khô nên rất nhiều vườn đào đã bung hoa sớm. Vì vậy, để giữ đào nở theo ý muốn, nhiều hộ gia đình trồng đào thất thốn ở Nhật Tân đã phải lắp đặt hệ thống điều hòa, xây nhà bằng tôn cách nhiệt, chi phí lên tới gần 100 triệu đồng để ủ đào nở theo ý mình. Một người phụ nữ tại tòa chung cư Nơ 1, bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội có hành vi nhốt con gái 11 tuổi, không cho bé tiếp xúc với bên ngoài, không cho đi học. Vụ việc gây không ít những bức xúc trong dư luận và câu hỏi đặt ra là bà mẹ này đã vi phạm và đối mặt với tội danh gì liên quan đến quyền trẻ em.
tòa nhà N1A, bán đảo Linh Đàm. Bên ngoài tòa nhà, nhiều người dân vẫn đứng tập trung bàn tán. Theo người dân, suốt nhiều năm qua, từ khi chuyển đến đây vào năm 2013, người phụ nữ tên Trần Thị Hồng Nhung có biểu hiện không bình thường. Nó nhảy múa lắm mọi người, thỉnh thoảng cứ trò chơi là nó nhảy, nó nhảy múa từ năm ngoái năm nay là nó kể cả dưới sân này này, nó nhảy múa, nó bắt con nó nhảy, giường chiếu là đập hết. Đáng quan ngại hơn, người mẹ này còn không cho con đi học, cũng như không cho tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nó lớn lên và nó bị như là mẹ nó cách ly toàn bộ với xã hội. Thế đâm ra là cái đứa bé đấy nó chỉ biết mẹ nó thôi và nó chỉ biết một cái xã hội của mẹ nó thôi. Nó không biết một cái gì hết. Tức là không cho tiếp xúc với bất cứ một ai hết. Cứ càng ngày nó co rúm nó thôi. Lúc nào cũng coi như là kẹp con ở đách thế này. Và đi đâu cũng là coi như là ai mà có nhiều khi vô cớ đi qua đây mọi người là chửi luôn. Chửi mắng tế tát cho người ta luôn. Nguyên nhân của sự việc này được cho là chị Nhung có những bất ổn do những trắc trở trước đó trong đời sống gia đình. Trong một cái cuộc đổ vỡ gia đình đối với chồng, thế và chồng chị Nhung thì lại đi một bước nữa, tức là xây dựng gia đình. Trong một cái cuộc đổ vỡ đó thì chị Nhung cũng hoàn toàn tức là không tin tưởng và mất niềm tin. Thế và cái nguyên nhân sâu xa nữa là trong những cái cuộc sống của gia đình thì cũng có một cái gì đó mà bản thân chị Nhung cảm thấy là không tin tưởng và không tin tưởng đối với cả những người xung quanh nữa. Đại diện quận Hoàng Mai cho biết, việc có thông tin chị Nhung nhốt và đánh đập hành hạ con cái là hoàn toàn không có. Nhưng việc chị Nhung cản trở, không cho con đi học là chuyện có thật và vi phạm luật trẻ em. Căn cứ theo cái luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và bây giờ là luật trẻ em đấy, thì đối với các quyền của trẻ em thì hiện nay thì chỉ là vi phạm là cái quyền là không cho con tức là đến trường. Cái giải pháp cuối cùng mà nếu như không thuyết phục được vận động gia đình, đó là ngành cơ quan chức năng chúng tôi là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em, thì chúng tôi sẽ khởi kiện ở cái góc độ tức là chị Nhung vi phạm là trẻ em không được đến trường, thì ở cái góc độ như vậy. Quận Hoàng Mai khẳng định đây là vụ việc khó do có nhiều tình tiết phức tạp khi cá nhân chồng cũ của chị Nhung và gia đình hai bên đều không hợp tác với cơ quan chức năng. Được biết, mấy hôm nay, hai mẹ con chị cũng không về nhà. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác. Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ hàng trăm kg măng bốc mùi hôi thối đang được chuẩn bị bỏ mối tại các chợ để bán cho người tiêu dùng. Khi tổ công tác phối hợp kiểm tra cơ sở chế biến măng của bà Lê Thị Ánh Tuyết, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì phát hiện gần 80 bao tải chứa hơn 300 kg măng bốc mùi hôi thối đang tập kết ở bãi đất trống của cơ sở. Bà Tuyết khai nhận số măng trên bà thu mua, chuẩn bị ngâm ủ trước khi bỏ mối cho các chợ để bán cho người tiêu dùng, nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Chiều tối ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm với môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trạm thú y quận Thủ Đức đã kiểm tra và phát hiện gần 2 tấn thịt heo trộn đà điểu không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở này nằm tại địa chỉ 80/10A, đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Khi ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 2 tấn thịt heo trộn lẫn với thịt đà điểu, làm giả thịt đà điểu thu lợi bất chính. Số lượng này đã được đóng gói trong các bao bì, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Chủ cơ sở khai nhận đã kinh doanh được 2 năm qua, những sản phẩm trên sẽ được đem đi tiêu thụ tại khắp các tỉnh thành trong cả nước. Thịt đà điểu này cũng không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến. Sau một thời gian dài điều tra theo dõi, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về buôn lậu đã tiến hành kiểm tra một cơ sở có địa chỉ 81/83 đường số 100 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ và phát hiện có hàng ngàn sản phẩm điện tử, sản phẩm vi tính và linh kiện kèm theo không có hóa đơn chứng từ. Ông Hiển khai nhận hầu hết số hàng hóa được thu gom là hàng nhập lậu từ Trung Quốc trị giá lên tới vài tỷ đồng và số hàng lậu này sẽ được bán xỉ đi các tỉnh thành Tây Nguyên, miền Tây. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa ngày 22 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.